quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Thúy Diễm rớt nước mắt vì xa con lâu ngày, đi đóng phim ở Bình Thuận và không thể về nhà suốt 2 tháng nay vì Covid-19, khiến Thúy Diễm day dứt, nhiều lúc khóc thầm vì nhớ con. Dự án phim Cát Đỏ do Thúy Diễm làm diễn viên chính khởi quay từ tháng 10/2019, kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, cô quay lại phim trường ở Bình Thuận và từ đó chưa được về nhà gặp con trai vì dịch bệnh. Chấp hành cách ly xã hội nên Thúy Diễm dù đã hoàn thành tất cả cảnh quay vẫn phải ở lại Bình Thuận, chưa thể về Sài Gòn. Cô mong ngóng từng ngày từng giờ được đoàn tụ với ông xã Lương Thế Thành và con trai. Thúy Diễm tin tưởng ông xã rất đảm đang, lại có thêm sự giúp đỡ của ông bà nội nên chắc chắn Bảo Bảo sẽ được chăm sóc cẩn thận, trong lòng người mẹ vẫn chẳng yên. Tôi nhớ con da diết, lúc nào cũng mở camera để xem Bảo Bảo ở nhà thế nào, nhưng vẫn chẳng thể yên tâm hoàn toàn. Nhiều lúc tôi không kiềm chế được, cứ rớt nước mắt hoài. Chưa bao giờ tôi xa con lâu đến thế, Thúy Diễm kể với báo. Trước khi dịch bệnh ập đến, Thúy Diễm thường tranh thủ nửa ngày hoặc một ngày nghỉ quay để lái xe về nhà, dù chỉ kịp ôm con một cái rồi lại đi. 2 tháng nay cô không thể làm thế vì muốn đảm bảo sức khỏe cho con cũng như chồng và bố mẹ chồng ở nhà. Ngày trở lại phim trường cách đây 2 tháng, nữ diễn viên đã đặt mua sữa, bỉm và nhu yếu phẩm nhiều đến mức hàng chất đầy các lối đi. Cô dặn ông xã và bố mẹ chồng chỉ ở nhà dùng đồ dự trữ, không được ra đường. Mỗi ngày gọi điện về, cô cũng không quên nhắc đi nhắc lại cả nhà phải phòng dịch cẩn thận, khiến ông xã Lương Thế Thành đôi khi phát cáu. Anh hay vừa cười vừa bảo một mình chăm con không mệt bằng nghe vợ cầm ràm từ xa. Ngày 12 tháng 4 là kỷ niệm 4 năm cưới của Thúy Diễm Lương Thế Thành. Cặp đôi lần đầu xa nhau trong dịp này và chỉ có thể dành cho nửa kia những lời chúc mừng qua FaceTime hoặc mạng xã hội. Xa nhà trong thời gian dịch bệnh khiến Thúy Diễm yêu ông xã và gia đình nhiều hơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy quý trọng cảm giác xung vầy đến thế. Từ ngày vợ đi làm xa, Lương Thế Thành chỉ quanh quẩn với việc chăm con. Sáng sáng anh làm đồ ăn cho bé, chơi với con đến trưa rồi ru con ngủ. Buổi chiều anh lại vào bếp nấu nướng, cho ăn, đùa giỡn, đọc sách cho đến giờ bé ngủ. Nhà không có giúp việc nên anh tự quét dọn, rửa chén bát. Chỉ đến khi Bảo Bảo yên giấc, anh mới có thời gian cho riêng mình bằng cách ra ban công hóng mát hoặc nhâm nhi cà phê. Hàng ngày Lương Thế Thành gọi điện hỏi thăm công việc của vợ, động viên cô giữ sức khỏe. Anh chấp nhận làm hậu phương cho bà xã thời gian này để cô chuyên tâm với niềm đam mê của mình. Nam diễn viên từng viết lời ngọt ngào cho vợ, hai đứa mình đã cùng nhau trải qua được 4 năm cuộc sống hôn nhân rồi đó. Buồn có, vui có, cãi vã với nhau cũng có, nhưng sau tất cả lại làm cho anh yêu em và trân quý em nhiều hơn. Cảm ơn em đã tin và trao cả trái tim cho anh không dám hứa gì nhiều, chỉ dám hứa là sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em lẫn con cho tới lúc anh không còn đủ sức lực nữa thì thôi. Dù cho sau này già đi, tay anh có run, mắt anh có mờ, anh cũng vẫn muốn viết những dòng chúc phúc như vậy để tặng cho em. Em cũng biết anh không giỏi viết văn chương, anh chỉ biết nói lên tất cả những cảm xúc thật của mình dành cho em thôi. Anh mong em hãy đón nhận nó như món quà tinh thần mà anh dành tặng cho em nhân kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Nguyễn Ngọc Thúy Diễm sinh năm 1986, còn Lương Thế Thành sinh năm 1982. Cặp đôi yêu nhau sau khi đóng chung nhiều bộ phim truyền hình như Trái Tim Hoa Hồng, Sau Muốn Tháng 9, Tôi Yêu Cô Đơn, Ranh Giới Tình Yêu, Sau Bức Tường Lửa. Họ làm đám cưới vào tháng 4/2016, sau hơn 2 năm yêu. Cặp diễn viên có con trai đầu lòng hồi tháng 6/2018. Quyền Linh, nhiều người đến tận nhà tôi kể khổ xin tiền. MC Bạn Muốn Hẹn Hò cho biết, anh không thích hưởng thụ. Những ngày ở nhà, anh dậy sớm đi chợ nấu đồ ăn sáng và dọn nhà cửa. Tôi ở nhà làm mọi việc trong gia đình như đi chợ nấu ăn tưới cây. Tôi thích làm ô xin, không thích làm ông chủ. Nhà có người giúp việc, bà xã cũng làm nhưng tôi lại dành tất cả. Có thể tôi nấu ăn không ngon, quét nhà chưa sạch nhưng tôi vẫn thích làm. Quyền Linh nói về mình trong những ngày ở nhà tự cách ly vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều khi bị lừa gạt tôi vẫn vui vẻ. Anh vừa về miền Tây lắp đặt máy lọc nước trị giá 350 triệu đồng tặng người dân. Chuyến đi này như thế nào? Cuộc sống của người dân đang rất khó khăn, đất ở đây khô nước nẻ, thiếu nước ngọt trầm trọng. Vì thế cây trái bị chết cháy. Người nông dân sống dựa vào nông nghiệp nên khi mùa vụ thất thu, cuộc sống sẽ vất vả. Tôi đang có kế hoạch cùng một số đơn vị làm chương trình cuộc sống xanh, tiếp sức người dân miền Tây. Chúng tôi không chỉ kêu gọi lắp đặt máy lọc nước, còn cung cấp giống, điều kiện sản xuất nhằm giúp người dân vượt qua hạn hán. Nếu tôi làm từ thiện một mình, sức người có hạn, chỉ giúp được ít người, nhưng khi thực hiện một chương trình, sức lan tỏa mạnh và kêu được nhiều tài trợ hơn. Nhìn lại quá trình 20 năm gắn bó với các chương trình từ thiện, điều gì khiến anh tự hào nhất?
Tôi nghĩ mình chỉ là hạt cát nhỏ bé. Trong cuộc sống có những người có tấm lòng chứ không riêng mình tôi. Tôi được biết tới vì mình là nghệ sĩ giữ vai trò vận động và phước cờ. Vừa qua trong showbiz cũng có nhiều nghệ sĩ làm từ thiện tích cực như Thủy Tiên, Công Vinh, kêu gọi được hơn 16 tỷ đồng làm nước cho miền Tây. Đại Nghĩa cũng là nghệ sĩ có hoạt động từ thiện rất đáng nể. Trong cuộc sống, nhiều người làm giấu tên, có người hỗ trợ hàng chục tỷ đồng. Ngày xưa, tôi và Chi Bảo làm chương trình Hiểu Về Trái Tim. Mổ hàng nghìn ca có biết bao nghệ sĩ đóng góp âm thầm. Gần đây có một bác lớn tuổi, nhờ con cháu tìm gặp và trao cho tôi 40 triệu đồng để giúp các em nhỏ bị bệnh tim. Khi hai đứa bé được mổ tim thành công ở Đại học Y Dược thì bác ấy mất. Hôm qua một bác 88 tuổi ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh gọi điện cho tôi. Bác nói đã dành dụm được 20 triệu đồng, muốn đưa cho tôi để tặng cho người nghèo. Tôi cảm thấy ấm áp trước tình cảm, tấm lòng của mọi người. Tôi rất vui khi được mọi người tin tưởng. Tôi là người kết nối những tấm lòng xung quanh. Tôi chỉ bỏ công sức đến vùng sâu vùng xa trao tình cảm của mọi người tới người nghèo. Những cây cầu, ngôi nhà, xe đạp, hàng nghìn ca mổ tim mổ mắt. Đó là tình cảm của hàng triệu người kết nối, không riêng gì tôi. Tuy nhiên bạn bè của anh nhận xét Quyền Linh đôi khi tin người quá, anh nói gì về điều này? Tôi bị lừa gạt nhiều chứ, nhiều người chạy xe máy đến tận nhà tôi khóc lóc kể khổ xin tiền, tôi cũng gửi 3-5 triệu đồng. Lúc đó họ đi bộ, nhưng khi về lại gọi ô tô đón, nhìn cảnh đó tôi thấy buồn chứ, nhưng không sao, tôi coi như tặng họ cho nhẹ lòng. Tôi cảm ơn trời mình có điều kiện phát triển khả năng tên tuổi được nhiều người biết tới, nhờ đó tôi có thể giúp được nhiều người. Có những người chỉ nhắn tin qua Facebook, kể khổ hoàn cảnh tôi cũng gửi tiền. Mới đây có một bạn rơi vào hoàn cảnh bi đát, đến đường cùng và muốn tự tử. Tôi đã khuyên nhủ và chuyển ngay cho cô ấy 5 triệu đồng. Chính cô ấy còn bất ngờ tại sao tôi tin và chuyển tiền. Dù thế nào tôi cũng tin họ khó khăn quá mới nhắn cho mình như thế. Mình cứ cho đi, nếu người ta lừa gạt thì họ phải chịu nhân quả. Tôi không cần gồng mình để sống giản dị. Nhiều người cho biết sống chậm và suy tư nhiều hơn trong thời gian ở nhà vì dịch Covid-19, anh thì sao? Tôi cũng thấy mình có thời gian lắng động, nghĩ về những điều mình đã làm trong quá khứ. Vì thế đôi lúc tôi viết những dòng tâm trạng lên trang cá nhân. Ngoài ra, nhìn và đọc thông tin về những điều mọi người làm trong thời gian dịch bệnh, tôi thấy tình cảm của người Việt quá tuyệt vời. Hàng triệu người đóng góp gạo, thóc, tiền bạc, công sức chống dịch, đặc biệt công sức của bác sĩ, những người ở tuyến đầu, ngày đêm bảo vệ bình an cho người dân. Bác sĩ ngoài làm việc nhiều giờ, bộ đội nhường giường cho người cách ly, người phục vụ ngày đêm nấu các suất ăn phục vụ, công sức của họ lớn quá, đáng được tri ân. Họ dám đương đầu để đem đến sự yên bình, sức khỏe cho mọi người. Ngoài ra các lãnh đạo làm việc không biết mệt mỏi, họp giữa đêm để đương ra các quyết sách. Cuộc sống của anh những ngày giãn xã hội diễn ra như thế nào? Tôi ở nhà làm mọi việc trong gia đình, tôi đi chợ nấu ăn tưới cây. Tôi thích làm ô xin, không thích làm ông chủ. Nhà có người giúp việc, bà xã cũng làm nhưng tôi lại dành tất cả. Hình như tôi không có máu hưởng thụ, cứ ngồi im tôi lại không chịu được. Có thể tôi nấu ăn không ngon, quét nhà chưa sạch nhưng tôi vẫn thích làm. Từ trước đến nay tôi vẫn sống bình thường, đơn giản. Cuộc đời tôi vẫn gắn bó với chiếc xe máy, ăn cơm đơn giản, ngủ dưới đất. Tôi có đủ điều kiện để có người phục vụ mình, nhưng bao năm qua tôi vẫn đi diễn một mình, tự làm mọi việc, chưa bao giờ có trợ lý. Từ khi đi tỉnh tôi mới dùng ô tô. Cuộc sống không thiếu gì, anh vẫn sống như một nông dân. Anh sẽ phản hồi gì khi có một số ý kiến nhận xét đó là cách Quyền Linh xây dựng hình ảnh? Tôi dư sức có tài xế đưa đón, người phục vụ từng ly từng tí. Thừa khả năng mua một bộ cánh đẹp, nhưng để làm gì? Tôi cảm thấy mặc đồ hiệu không thích hợp. Có thể mặc đồ hiệu mọi người cũng khen, nhưng tôi thấy mình lạc lõng không thích. Tôi có nhiều bạn không khá giả, nếu mặc đồ hiệu tôi chơi với họ làm sao? Với cuộc sống tôi có quan điểm luôn cúi đầu, với đồng nghiệp sẵn sàng đứng sau họ. Tôi không đặt nặng hơn thua, miễn sao mọi người vui. Người ta nói tôi sống như ép thân, nhiều người lại nghi ngờ tôi đang cố gồng mình giả bộ nghèo. Tôi giả bộ để được gì? Đến tuổi này tôi không cần danh vọng nổi tiếng, tôi chỉ cần vui vẻ chia sẻ với mọi người. Cuộc sống của tôi không thiếu gì, bản thân tôi không có mưu cầu gì hơn. Tôi chỉ thích ngồi uống cà phê vỉa hè, trò chuyện với bạn bè. Suy nghĩ và cách sống của anh ảnh hưởng thế nào đến các con? Các con tôi ảnh hưởng từ bà xã nên nhìn chỉnh chu hơn ba. Tôi chỉ chia sẻ với các con chứ không áp đặt. Tôi muốn hai con thoải mái sống theo ý của mình. Các con thích gì thì vợ chồng tôi khuyến khích thực hiện thật lòng. Tôi cũng không hướng con theo showbiz. Hiện tại Hạt Dẻ thích vẽ, Lọ Lem đã thích thiết kế. Lâm Khánh Chi bị co giật vì uống thuốc quá liều giữa nghi vấn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi. Nữ ca sĩ xác nhận đã dọn về nhà bố mẹ ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Các diễn đàn giải trí đang xôn xao trước thông tin mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi Trần Phi Hùng gặp trục trặc tình cảm. Tin đồn xuất phát từ dòng trạng thái của Lâm Khánh Chi với nội dung: có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xâm vầy. Lâm Khánh Chi dọn đồ về nhà bố mẹ ở đây. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi cách đây ít giờ nữ ca sĩ 40 tuổi còn vui vẻ chia sẻ hình ảnh mới chụp cùng chồng trẻ.
Lâm Khánh Chi một mình dọn về nhà bố mẹ đẻ. Liên hệ với Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ cho biết cô đã dọn về nhà bố mẹ đẻ ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh được một ngày. Ông xã Trần Phi Hùng vẫn ở tại căn hộ tại quận 4. Về lý do dọn ra ở riêng, mỹ nhân chuyển giới cho hay hiện cô chưa thể tiết lộ được vì quá mệt, cần thời gian nghỉ ngơi. Tôi bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều. Lý do là qua giờ tôi không ăn uống gì cả nên rất mệt, người suy yếu. Môi tôi tím tái, tưởng đâu là không qua khỏi. May mắn là tôi không sao, chứ không đã nhập viện. Bố mẹ biết sức khỏe tôi không được tốt nên đã kêu về nhà nghỉ ngơi. Lâm Khánh Chi chia sẻ với chúng tôi. Cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với ông xã kém 8 tuổi Trần Phi Hùng. Ngoài ca hát, cô cùng chồng kinh doanh thêm về thời trang. Nữ ca sĩ thừa nhận quyết định chuyển giới của mình là đúng đắn vì được trở thành con gái thật thụ và được lấy người đàn ông mà mình yêu thương. Sau phẫu thuật chuyển giới để được sống thật với giới tính, Lâm Khánh Chi còn hạnh phúc lên chức mẹ. Khi sinh con từ tinh trùng lưu trữ trước khi cô chuyển giới và trứng của người chị dâu, mang sang Thái Lan nhờ mang thai hộ. Cuối tháng 1, 2019, Lâm Khánh Chi đón con trai về nước. Khi cậu bé được 4 tháng tuổi, mỹ nhân chuyển giới bất ngờ nhá hàng Chân Dung, thu hút sự chú ý của dư luận. Con trai của Lâm Khánh Chi tên là Trần Huỳnh Thiên Long, tên ở nhà là Kobe. Con trai rất quấn bố. Từ ngày có con, anh Phi Hùng chồng tôi bớt chơi điện tử lại hẳn. Anh phụ vợ chăm con, thức đêm cùng vợ lúc con ốm, có trách nhiệm hơn trong gia đình, nữ ca sĩ từng kể.